đó là chuyên đề tìm quy luật. Đây là một trong chuyên đề phải nói là rất hay, không chỉ là trong toán Sasmo mà kể cả các cái chương trình các con phải thi vào lớp chọn, thi vào các trường chất lượng cao, trường trung học cơ sở chất lượng cao thì cũng rất hay gặp cái dạng bài toán này. Đây là một cái dạng toán mà nó phải suy luận, nó phải lập luận thì chúng ta mới có thể giải được. Đấy, tuy nhiên đấy thì theo thống kê nó chỉ có khoảng 6-7 kiểu bài là thường xuyên nó gặp ở dưới hình thức này hay hình thức khác nha. Ok, chuyên đề tiếp theo là một chuyên đề tìm quy luật. Nhắc lại cho thầy chuyên đề này, xin mời bạn Vũ Minh Ngọc. Con này con đọc chuyên đề tìm quy luật ạ. Xin mời bạn Huy Hoàng. Huy Hoàng bật mic lên con, đọc lại cho thầy. Em ơi thầy, em đọc chuyên đề tìm quy luật ạ. Ok, mời Thanh Trúc nào. Chuyên đề tìm quy luật ạ. Ok. Rồi các bạn sẽ thấy là ở trong cái chương trình đào tạo toán gia tốc, toán Sasmo này, chúng ta sẽ liên tục, mắt thì chúng ta nhìn, đầu thì chúng ta phải suy nghĩ, tai thì chúng ta làm sao ạ? Phải nghe, và tay thì làm sao ạ? Tay thì comment, tay thì hoạt động, làm liên tục đúng không ạ? Học như vậy có thấy năng lượng không? Năng lượng gật đầu xem nào. Ok rồi. Thì các bạn viết cho thầy đây là kiến thức cần nhớ. Cái phần 1 các bạn viết cho thầy là phân loại dãy số. Hãy viết rồi. Phân loại dãy số. Một là phân loại dãy số. Vậy dãy số nó là cái gì? Dãy số đó là một dãy các cái số tự nhiên hoặc là số thập phần hoặc là phân số, họ viết thành một dãy nhưng nó sẽ tuân theo một cái quy luật nhất định nào đó nha, đó là quy luật, nó phải có quy luật. Thì người ta đã phân làm 3 cái loại dãy số sau. Tất cả các loại dãy số mà các con gặp ở đâu đó ở trong các cái bài, các cái kỳ thi thì nó chỉ nằm ở một trong 3 mấy ạ? Comment cho thầy mấy loại? 3 loại nha, con cứ nhớ thế là được. Cái dãy thứ nhất phần A đó là dãy số cách đều. Hãy viết xuống. Đầu tiên là dãy số cách đều là phần A. Dãy số cách đều có nghĩa là thế nào? Thì có nghĩa là các số hạng liên tiếp ấy, nó hơn kém nhau một lượng không đổi. Và phần này không cần viết đâu, các bạn chỉ cần viết dãy số cách đều, hiểu nó là được. Các bạn hiểu về dãy số cách đều chưa ạ? Hiểu thì comment cho thầy chữ hờ. Tức là hai cái số liên tiếp ấy, nó cách nhau một cái lượng không thay đổi thì gọi là cách đều. Hay nói khác là các cái khoảng cách giữa các số là bằng nhau. Thì trong cái phần này ấy, thì chúng ta sẽ cần làm rõ những cái khái niệm. Thứ nhất là số hạng, thứ hai là số thứ tự, cũng không cần viết đâu nhé, phần này thầy nói thôi. Tiếp theo là số hạng đứng trước, số hạng đứng sau, dãy tăng, dãy giảm và số hạng tự do. Đọc lại cho thầy cái phần A này. Thầy mời bạn Hồng Anh. Thưa thầy, phân loại dãy số A, dãy số cách đều, các số hạng liên tiếp hơn kém nhau một lượng không đổi. Trong bài toán dãy số cần làm rõ những khái niệm số hạng của dãy số, số thứ tự, số hạng đứng trước, số hạng đứng sau, dãy tăng, dãy giảm, số hạng tự do. Ok, hãy viết cho thầy cái từ khóa vào ô chat là số hạng tự do. Hãy viết xuống. Ok rồi, tốt rồi nha. Như vậy là cái dãy số đầu tiên là dãy số cách đều. Và ví dụ này nó là 0 1 2 3 hoặc là 1 4 7 10. Viết cho thầy cái phần này, phần thầy đóng khung. Đấy, viết vào. Thầy sẽ giảng cái phần này nhé. Ở đây chúng ta thấy là cái dãy số này nó có là gì đây ạ? Cách đều nhau một đơn vị. 0 đến 1, 1 đến 2, 2 đến 3. Còn dãy số lúc sau, dãy số dưới nó cách nhau mấy đơn vị các con? Cách nhau mấy đơn vị ạ? 3 đơn vị. Đúng rồi, cách nhau 3 đơn vị. Các bạn viết phần này vào. Trong phần dãy số ấy, lát nữa thầy sẽ bật mí cho các bạn cái bí kíp để các bạn có thể làm hầu hết nha, hầu hết các loại dãy số các bạn sẽ làm được. Nó sẽ có một cái dấu hiệu để nhận biết. Ở ngoài kia thì không ai dạy các bạn đâu, nhưng mà trong cái chương trình này thầy sẽ dạy các bạn cái bí kíp để các bạn sẽ xác định giải quyết được hầu như tất cả các cái bài toán về dãy số. Yes, các bạn có thích như vậy không ạ? Bao nhiêu bạn muốn sở hữu cái bí kíp đấy? Comment cho thầy là con muốn sở hữu. Hãy viết xuống. Nào, hãy comment số nào. Bao nhiêu bạn muốn được sở hữu? Ok, được rồi nha. Gia An muốn được sở hữu bí kíp. Thanh Trúc cũng muốn được sở hữu. Phương Bì. Ok rồi. Lát nữa thôi thầy sẽ chỉ cho các bạn. Thì các bạn sẽ làm bất kỳ cái dãy số nào nha. Bất kỳ dãy số nào các bạn đều làm được. Phần B là dãy số không cách đều. Viết vào. Phần B nhỏ là dãy số không cách đều. Dãy số không cách đều có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là khoảng cách giữa các số liên tiếp ấy, thì nó không bằng nhau, mà nó sẽ phải tuân theo một cái quy luật nào đó. Viết phần B vào cho thầy là dãy số không cách đều. Phần B là dãy số không cách đều. Cái phần này các bạn có thể không cần viết, như thầy nói rồi. Dãy số không cách đều có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là trong cái dãy số đó, khoảng cách giữa hai số hạng ấy, nó không bằng nhau và nó tuân theo một quy luật nào đó. Hãy viết xuống cái ô chat cho thầy cái từ là cái nó là theo một quy luật nha. Theo một quy luật đó. Nó sẽ phải tuân theo một cái quy luật nào đó. Rồi, theo một quy luật, nó phải theo một quy luật nào đó. Thế còn quy luật nào thì mỗi nó sẽ có nhiều các cái quy luật khác nhau. Nào, và nhiệm vụ chúng ta là phải tìm cái quy luật đó. Và để tìm quy luật ấy, thì thường xác định từ số hạng thứ 3. Bí kíp đây. Bí kíp nha. Viết cho thầy. Phần này mới cần viết này. Bí kíp. Bí kíp xác định quy luật. Bí kíp tìm quy luật của dãy số. Bạn nào hỏi câu gì đấy? Bí kíp đó là đếm từ ngoài cùng bên phải ngược trở lại đến số hạng thứ 3. Đếm từ ngoài cùng bên phải ngược lại đến số thứ 3. Đấy, đấy là bí kíp. Lát nữa thầy sẽ bật mí cho. Tất cả các cái bài toán liên quan dãy số nó sẽ là như vậy. Đọc lại cho thầy bí kíp nào. Cái bí kíp này nó mạnh mẽ lắm. Xin mời bạn anh Khôi. Thưa thầy, là bí kíp tìm quy luật của dãy số đến từ ngoài để biết cùng bên phải ngược lại đến số thứ 3. Xin mời bạn Huy Hoàng. Thầy, em đọc bí kíp tìm quy luật của dãy số đếm từ ngoài cùng bên phải ngược lại đến số thứ 3. Xin mời bạn Bảo Long. Bảo Long đọc lại cho thầy. Bảo Long bật mic lên con, không phải bật mic thì mới được. Con chưa bật mic. Đọc bí kíp nào. Thế như cái mic của Bảo Long nó không nghe được rồi. Các bạn có nghe được Bảo Long không? Không nghe được, các bạn lắc đầu thầy. Đấy, các bạn không nghe được. Đúng không? Ok nha. Thôi được rồi, không sao. Bây giờ chúng ta sẽ đến ví dụ để các bạn hiểu hơn nha. Cách thức như sau này. Đây, ví dụ dãy số 1 2 3 5 8, các bạn viết cho thầy. Viết cho thầy cái phần thầy đóng khung này. Ví dụ dãy số 1 2 3 5 8 hay là 2 4 8 16. Những cái dãy số này thì nó quy luật nó chưa phức tạp, cơ bản là đơn giản thì các bạn dễ nhìn. Nhưng những dãy số mà nó phức tạp thì nó sẽ khó khăn trong việc xác định quy luật. Nhưng chúng ta sẽ áp dụng cái cách thức để chúng ta tìm quy luật nha. Hãy viết cái phần này vào. Ví dụ như là ở đây dãy số thứ nhất, các bạn nhìn này, quan sát nha. Dãy số thứ nhất ta có 1 2 3 5 8 thì dùng bí kíp đó này, đếm từ bên tay nào? Tay nào các con? Tay phải, đúng rồi, đếm từ bên tay phải ngược trở lại đến số thứ 3 nào. 1 2 3. Cái số thứ 3 này là bằng mấy đây các con? Bằng 3. Sau đó chúng ta xem mối quan hệ của số 3 với các số đứng trước đó. Thì các số đứng trước nó gọi là số hạng tự do. Ví dụ số 3 có mối quan hệ nào với số 1 và số 2? Có mối quan hệ như nào? Xin mời bạn Ngọc Trúc. Số 3 thì ta tìm được mối quan hệ gì ạ? Hình như Ngọc Trúc nói hơi nhỏ. Mời bạn khác nào. Minh Ngọc. Con ơn thầy là mối quan hệ ta sẽ lấy ngược cộng 2 thì sẽ bằng 3. 3 okay. 5 bằng 8. Rồi, dừng lại đã. Ta thấy là 1 cộng 2 thì 3. Như vậy ta thử đoán xem là 2 cộng 3 nó có bằng số tiếp theo của số 3 không? Thì ta thấy là 2 cộng 3 thì bằng 5. Ok, xong lại 3 cộng 5 bằng 8. Như vậy là bài toán này là mỗi số hạng kể từ số hạng thứ 3 này thì bằng tổng của hai số hạng đứng trước đó. Yes, hiểu chưa? Bạn hiểu chưa? Hiểu gật đầu xem nào. Thầy nói lại nhá. Để làm về dãy số, ta đếm ngoài cùng bên phải đếm ngược lại. 1 2 3. Đây, 8 là số thứ nhất, 5 là số thứ hai và 3 đây là số thứ ba. Thì ta khoanh vào số thứ ba này. Ta xem mối liên hệ nó thế nào với các số liền trước đó. Thì ta thấy 3 này thì bằng 1 cộng 2. Như vậy quy luật ta tìm được là mỗi số hạng bằng tổng của hai số hạng đứng liền trước nó. 1 cộng 2 bằng 3, 2 cộng 3 bằng 5, 3 cộng 5 bằng 8. Vậy comment cho thầy số tiếp theo vào cái dấu hỏi chấm này. Comment. Wow, Phương Thảo rất là nhanh. Phương Thảo vô cùng nhanh. Ngọc Trúc, Anh Tuấn, Huy Hoàng, Hồng Anh, Gia An. Đó, tuyệt vời. Thì lúc này ta lấy 5 cộng 8 bằng 13. Thấy không? Thì trở lại cái bài này. Ở đây là 16 8 4, ta đếm từ phải qua trái. Ta có 16 8 4 đếm này 1 2 3, vậy cái số đấy là số 4. Ta xem 4 có mối liên hệ như thế nào với số 2. Thì có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là ta lấy 2 cộng 2 thì bằng 4. Khả năng thứ hai là 2 x 2 bằng 4. Nhưng khả năng 2 cộng 2 ấy, thì ta thấy 2 cộng 2 bằng 4, nhưng 4 cộng 2 nó lại không bằng 8. Do đó ta phải áp dụng cái khả năng là gì? 2 nhân 2 thì bằng 4. Xong 4 nhân 2 bằng 8, 8 nhân 2 bằng 16. Ok. Và tiếp theo, cái số tiếp theo là bao nhiêu ạ? Comment. 32. Wow, rồi. 32. 32 rất tốt. Rồi, tuyệt vời. Cho thầy Thành hỏi bao nhiêu bạn đã hiểu về cái bí kíp để chúng ta giải quyết bài toán dãy số? Comment cho thầy là con hiểu hay là con rất rất hiểu thì viết xuống nào. Rồi, Phương Thảo đã hiểu rồi. Đấy, con rất hiểu. Hồng Anh rất tuyệt vời. Huy Hoàng, Tuấn Anh thì con rất hiểu đúng không? Ok. Phương My cũng vậy. Gia An thì là rất hiểu. Ok, tuyệt vời. Thanh Trúc thì là very hiểu. Đúng rồi. Tuyệt vời quá. Hôm nay các bạn học rất là xuất sắc. Nào, tiếp theo. Chưa đầu đây, chưa hay đây phải là phần hay nhất đâu. Nó sẽ còn là phần sau. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến phần C là dãy số lồng. Hãy viết vào dãy số lồng. Dãy số lồng phần C. Dãy số lồng có nghĩa là gì? Đó là hai dãy số nó lồng với nhau, cũng có khi là ba dãy số lồng vào với nhau. Đấy, hãy viết vào. Lồng là nghĩa là gì thầy? Lồng với nhau. Đúng rồi, con cứ viết vào. Lát nữa thầy sẽ giải thích, thầy sẽ hướng dẫn cho dãy số lồng nha. Bao nhiêu số các bạn lần đầu tiên được nghe đến cái từ khóa là dãy số lồng thì comment cho thầy số 1. Còn bạn nào mà đã được biết trước đây, đã được thầy dạy trước đây rồi thì comment cho thầy số 2. Như vậy là thầy thấy cái số lượng các bạn lần đầu tiên được biết là rất nhiều đúng không ạ? Phương Thảo, anh Tuấn, Huy Hoàng, Phương My, anh Khôi, Thanh Trúc, Bảo Long, Gia An. Những bạn nào mà đã được thầy dạy trước đây hoặc đã được biết trước đây thì comment cho thầy số 2. Ok rồi, Hồng Anh, Minh Ngọc. Ok rồi, tốt rồi nha. Đây, dãy số lồng là như này này. Dãy số lồng là 2 hoặc 3 dãy số được lồng vào nhau. Đấy, các bạn có cần ghi cái này không? Hay là chúng ta chỉ cần nói là nhớ rồi. Nếu các bạn không cần phải ghi cái phần này thì thầy sẽ cho qua. Các bạn có cần phải ghi không ạ? Ok, không cần ghi nha. Rồi, tốt rồi. Đây, ta có dãy số sau. Thông thường cái dãy số lồng thì nó sẽ có nhiều số. Nếu các bạn làm một bài toán nào đó mà các bạn nhìn thấy nhiều dãy số thì các bạn hãy dự đoán là khả năng nó là dãy số lồng. Và lồng như thế nào? Các bạn viết cái này, viết cách một dòng xuống ra nhá. Viết cái ví dụ này cách một dòng ra cho thầy. Cách một dòng xuống dưới vở. Đây, các bạn nhìn đây. Ta sẽ thấy này. Ở đây 21 trừ 2 thì bằng 19. 19 trừ 2 thì bằng 17. 17 trừ 2. Đây là trừ 2. Xong trừ 2. Rồi đó, trừ 2. Được chưa ạ? Ngược lại ở phía dưới này, vị trí thứ 2, 4, 6 này thì ta có 24, 26, 28 thì chỗ này sẽ là bao nhiêu ạ? Ta lại có là cộng 2. Ở bên này cũng là cộng 2. Yes. Các bạn nhìn thấy đây là bản chất của nó là hai dãy số được lồng với nhau. Đúng chưa ạ? Bạn hiểu phần này gật đầu thì thế nào? Rồi, tốt tốt. Các bạn hãy viết về đây, viết phần này để đóng khung lại nhá. Ok, các bạn đã rõ phần này chưa ạ? Rõ gật đầu xem nào. Thầy chuyển tiếp nhá, chuyển tiếp nào. Các bạn viết xong rồi comment cho thầy chữ X. Nếu các bạn cần thêm thời gian thì comment cho thầy chữ T. Ok, chúng ta chuyển tiếp nha. Bây giờ nó sẽ là một số các quy luật. Thì cái phần này ấy, thầy nói để các bạn hiểu nhá. Có cần phải ghi không? Thôi nhá. Lúc nào cần ghi thầy sẽ bảo ghi. Nào, quy luật, một số quy luật này, thầy chỉ chọn ra một số quy luật mà nó phổ biến rồi. Quy luật đó là mỗi số hạng kể từ số hạng thứ 2 bằng số hạng đứng liền trước nó cộng với thứ tự của số hạng đó. Đây, các bạn nhìn này. Đây này, 0 2 5 9. Các bạn nhìn thấy quy luật này nó tư duy cao không? Em nghĩ em làm được cái gì mà thời. Đây này. Ta có này. Ta đếm từ phải qua trái 1 2 3. Như vậy ta có là cái số này là số thứ 3 này, thì ta lấy trước nó là số 0. Vậy 0 làm thế nào để được 2? Thì ta sẽ phải lấy là 0 cộng 2. Đúng chưa? Chỗ này ta sẽ có là 0 cộng 2 thì bằng mấy ạ? Bằng 2. Vậy thì số tiếp theo ta lại nhìn thấy này, 2 cộng 3 thì bằng 5. Ta có 2 cộng 3 thì bằng 5. Tiếp theo ta lại lấy 5 này cộng 4. 5 cộng 4 thì bằng 9. Thực ra nó ở đây này, ta có là số thứ 2. Số thứ 2 0 cộng 2 bằng 2. Xong tiếp theo ta sẽ có số thứ 3 thì bằng 2 cộng 3 thì bằng 5. Cuối cùng là số thứ 4 thì ta có 5 cộng 4 bằng 9. Có nghĩa là ta lấy số trước đó cộng với thứ tự của số đó. Bạn hiểu phần này chưa? Thế bây giờ nếu mà như vậy thì số tiếp theo là bằng bao nhiêu? Comment cho thầy kết quả của cái dãy này. Số tiếp theo comment, không cần viết đâu. Rồi, thầy đang thấy có Phương Thảo rồi, Tuấn Anh, anh Tuấn, Phương My, Hồng Anh. Đó, chỗ này ta có số thứ 4 này, số thứ 5 thì ta lấy 5 cộng với 9 bằng 14. Comment cho thầy số thứ 6. Số thứ 6. Số thứ 6 ta sẽ lấy 6 cộng với số trước đó là 6 cộng 14 bằng 20. Hay không ạ? Thầy em còn cái này dễ hả? Ok, nào con nói đi. Cái khoảng cách giữa các số này lần lượt với nhau như là 0 với 2 thì là cách 2, 2 với 3 thì là cách 3, 5 với 9 là cách 4. Thì mình muốn biết là số tiếp theo thì mình cứ theo thứ tự là 2, 3, 4. Thì số tiếp theo là chỉ cần lấy 9 cộng 4 thì sẽ 9 cộng 5 thì sẽ ra số tiếp theo. Đây là 2, đây là 3, đây là 4, đây là 5 đúng không? Đây là 5. Nhưng mà nêu quy luật thì con sẽ nêu như thế nào? Quy luật thì là đúng. Khoảng cách giữa các số theo một dãy số tự nhiên ạ. Thế theo tự nhiên thì bây giờ, thế nếu mà như vậy thì khoảng cách các số theo một số tự nhiên thì vì nó không, con nói lại đi. Khoảng cách các số theo một dãy số tự nhiên đó. Một dãy số tự nhiên thì nó chung chung đúng không? Còn đây là số thứ 2 thì bằng số trước đó cộng với 2. Nhìn thấy nó có mối liên hệ với nhau chưa? Tại sao nó phải là quy luật? Con nhìn thấy không? Số thứ 3 thì ta cộng 3, số thứ 4 cộng với 4. Số thứ 6 thì ta mới nhớ ngay là lấy 6 cộng với số trước đó, hiểu không? Rồi, cách làm của con cũng rất là tốt rồi nha. Rồi, thầy khen con. Ok, rõ rồi đúng không ạ? Tiếp tục, chúng ta chuyển đến phần tiếp theo. Quy luật số 3 là mỗi số hạng bằng tổng của hai số trước đó thì thầy vừa dạy ở kia rồi. Quy luật số 4. Nào. Quy luật số 4. Mỗi số hạng kể từ số hạng thứ tư bằng tổng của 3 số hạng đứng liền trước nó. Đây. Thì tất nhiên ở phần này bởi vì thầy đã nêu quy luật rồi thì các bạn nhìn sẽ dễ. Nhưng cách thức làm như sau. Nào, làm cho thầy dùng bí kíp. Làm như nào? Bí kíp như nào? Bí kíp như nào? Chúng ta đếm từ phải qua trái. Dãy này 1, 1, 2, 4, 7, 13. Thì đếm từ phải qua trái đếm cho thầy. 1, 2, 3 và khoanh vào cái số 4 này. Hiểu chưa? Sau đó chúng ta xem các số liền trước này nó có mối liên hệ như nào với số 4. Ta thấy có 1, 1, 2 thì ta thấy là 1 cộng 2 thì bằng 4. Hiểu chưa ạ? Rõ phần này chưa ạ? Thì ta sẽ có là ở đây số thứ tư nha. Số thứ tư sẽ bằng 1 cộng 2 và bằng 4, đúng không ạ? Thì ta tìm được số thứ 5. Số thứ 5 nó sẽ bằng gì ạ? Nó sẽ bằng là 1 cộng 2 cộng 4. Nó sẽ bằng 1 cộng 2 cộng 4 và bằng 7. Tiếp theo số thứ 6 thì bằng gì ạ? Bằng 2 cộng 4 cộng 7. Ta có 2 cộng 4 cộng 7 và kết quả bằng 13. Vậy số tiếp theo nữa, số thứ 7 thì ta mới áp dụng, ta lấy là 4 cộng 7 cộng 13 bằng 26 ạ. Kết quả bằng 26. Đâu bao nhiêu nhỉ? 4 cộng 24 nhá. 24 nhá. Được chưa? Cho thầy hỏi là các bạn đã rõ phần này chưa? Rõ rồi comment cho thầy là con rõ, hay là rất rõ thì comment cho thầy là con rất rõ. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ đến với quy luật số 5. Nào, quy luật số 5 là 1, 3, 9, 27. Thì chúng ta thấy quy luật 1, 3, 9, 27 này chúng ta sẽ đếm từ phải qua trái. 27, 9, 3. Ta xem mối quan hệ giữa 1 và 3 thì có cách nào để 1 cộng với bao nhiêu hoặc nhân bao nhiêu để bằng 3. Thì ta thấy có hai khả năng, 1 cộng 2 thì bằng 3 hoặc là 1 nhân 3. Thì ta thử tiếp 3 x 3 bằng 9. À, như vậy quy luật là tích của số về phép nhân, được chưa ạ? Này thầy có comment đúng chưa? Chưa. Đúng chưa? Được rồi. Ta sẽ lấy 27 nhân 3. Chỗ này có thể viết là đây nhân 3, 1 nhân 3 này. Xong lại 3 nhân 3 này, nhìn thấy không ạ? Xong 9 lại nhân 3 này. Ok, tuyệt vời chưa? Các bạn thấy là dùng cái bí kíp của thầy làm phần này dễ không ạ? Tiếp theo đến phần này nhá, bây giờ thầy sẽ không nói quy luật trước. Nào, 1 2 6 24. Comment cho thầy số tiếp theo là số bao nhiêu? Nào, cho thời gian các bạn 1 phút để suy nghĩ bài này. Rồi, rất tuyệt vời. Đã hết thời gian. Và thầy khen rất nhiều bạn đã làm được ra. Chúng ta áp dụng cái bí kíp của thầy. Đó là đếm ngược lại từ số thứ 3. 1, 2, 3. Ta khoanh vào cái số 2 này. Ta thấy số 2 có mối liên hệ thế nào với số 1? Có hai cách. 1 cộng 1 bằng 2 là phép cộng. Nhưng mà 2 cộng 1 thì nó không bằng 6. Như vậy ta phải có phương án khác. Là 1 nhân 2 thì bằng 2. Đây nhân 2 nha. 2, nếu mà nhân 2 thì nó lại không bằng 6. Vậy ta phải 2 nhân 3. 2 nhân 3 thì bằng 6. Vậy 6 thì phải nhân 4 thì bằng 24. Thì tiếp theo 24 nhân 5. Và kết quả bằng 120. Hay rất hay các con. Rất hay. Hay không? Rồi viết dãy số này vào. Và làm giống như thầy ký hiệu đây. Viết dãy số vào nhá, làm giống như thầy ký hiệu ấy. Các bạn viết xong comment cho thầy chữ X. Rồi, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ chuyển đến phần tiếp theo nhé. Đây, quy luật tiếp theo 1, 2, 2, 4, 8. Và làm cho thầy số tiếp theo. Thời gian suy nghĩ của các bạn là 1 phút. Bắt đầu. Hãy suy nghĩ, đừng comment theo bạn của mình. Rất tuyệt vời. Chưa hết 1 phút đã có những kết quả. Các bạn rất là thông minh. Nào. Con làm không đâu được đâu. Con phải đi check cái máy tính. Đó là. Các bạn hãy quan sát đến đây. Chúng ta thấy là hãy áp dụng cái bí kíp mà thầy vừa hướng dẫn. Ta xác định từ phải qua trái 1, 2, 3 và đây là số thứ 3. Ta hãy xem số thứ 3 này có mối liên hệ như thế nào với hai số liền trước nó. Thì ta thấy là 1, 2 và đây là 2. Ta có 1 nhân 2 thì bằng 2. Sau đó ta lại thấy 2 nhân 2 bằng 4, 2 nhân 4 bằng 8. Vậy ta có 4 nhân 8 bằng 32. Chúc mừng các bạn có kết quả 32. Các bạn rất là thông minh. Các bạn hiểu phần này chứ ạ? Hiểu comment cho thầy là hiểu hay là con hiểu, hoặc là con rất hiểu, hoặc very hiểu thì viết xuống. Wow, rất tuyệt vời đúng không ạ? Con rất hiểu, con very hiểu. Wow. Học này có thể thích không ạ? Học như này thì có giúp chúng ta dễ dàng giỏi đúng không? Ok. Rồi, tiếp tục. Đây. Quy luật tiếp theo. Tìm quy luật cho thầy có dãy số là 2, 1, 2, 4, 8 và 64. Nào hãy suy nghĩ và nêu cho thầy câu trả lời. Thầy đã nhìn thấy có những cái câu trả lời của các bạn. Đã có những bạn trả lời. Vậy cái số tiếp theo trong dãy này sẽ là bao nhiêu? Và để làm bài này, hãy áp dụng bí kíp mà thầy đã hướng dẫn. Thầy sửa lại cái chỗ này một chút. Ok, đây. Nào bây giờ cái phần này chúng ta sẽ làm thế nào? Thầy đã nhìn thấy có nhiều kết quả nha. Bây giờ chúng ta nhìn này. Ta áp dụng cái chiến thuật của thầy. Hãy áp dụng chiến thuật của thầy. Đếm từ phải qua trái đến số thứ 3. 1, 2, 3 và số thứ 3 là 4. Vậy 4 này nó sẽ cần phải có mối liên hệ với 3 số liền trước nó. 2, 1, 2. Nếu ta thấy là cộng... nhân với nhau. Nếu ta cộng lại 2 cộng 1 cộng 2 thì bằng 5, vậy không được. Vậy nó sẽ là nhân 2 nhân 1 nhân 2 thì bằng 4. Thì tất cả là nhân. Sau đó ta lấy 1 nhân 2 nhân 4 bằng 8. Sau đó ta lấy 2 nhân 4 nhân 8 thì mới vào số 4. Bây giờ ta lấy 4 nhân 8 nhân 64 bằng 2048. Ok rồi, rất tuyệt vời. Thầy khen bạn Khôi. Chúc mừng các bạn có kết quả là bằng 2048, rất xuất sắc. Thầy có thể nói đây là một trong những bài toán mà cực kỳ tư duy cao nhé. Ngày mai các bạn hãy thử làm cho thầy cái bài này sau. Hãy mang cái bài toán này lên lớp. Hãy mang bài toán này lên lớp. Đố các bạn của mình xem bao nhiêu trong số các bạn ấy làm được nha. Thầy, nhưng mà mai là thứ bảy. Thế buổi sau đi. Hoặc là các bạn có thể hỏi luôn bố mẹ của mình, xe thử xem là bố mẹ hoặc anh chị của mình đi, xem họ có làm được bài này không nha. Nếu không làm được sẽ giúp họ nha. Các bạn đã hiểu quy luật chưa ạ? Quy luật là mỗi số hạng thì bằng tích của ba số liền trước đó. Ok, chúc mừng các bạn đã trả lời đúng. Bạn Phương Thảo trả lời rất nhanh và đúng. Gia An, anh Tuấn, Thanh Trúc, bạn Đức, bạn bạn Anh Khôi. Nào các bạn đã hiểu phần này không ạ? Yes, hiểu cả đầu thì xem nào. Ok, được rồi nha. Thêm hai cái này nữa, tặng các bạn hai cái quy luật, hai quy luật này rất hay gặp này. Hai quy luật này, viết cái này, viết dãy số vào nha. Quy luật này, dãy số là ta có là 1, 4, 9 và 16. Viết thưa ra, viết thưa ra. 1, 4, 9, 16. Thì số tiếp theo sẽ là bao nhiêu ạ? Comment cho thầy số tiếp theo sẽ là bao nhiêu. Ở đây này, Mạnh Tiến có con có theo kịp không? Mạnh Tiến này, Tiến có theo kịp không con? Con có viết được không đấy? Tiến phải viết vào nhá. Tiến có viết không? Tiến viết vào Tiến nhá. Ok. Nào chúng ta nhìn đây này. Ở đây nó có một cái quy luật như này. Ta thấy số thứ nhất là 1, số thứ hai là 4, số thứ ba là 9, số thứ 4 là 16. Thì cái này là quy luật liên quan đến số thứ tự. 1 thì bằng 1 nhân 1. 4 thì bằng gì ạ? Bằng 2 nhân 2. 9 thì bằng 3 nhân 3. Và 16 là bằng 4 nhân 4. Các bạn viết cho thầy quy luật này là quy luật số thứ tự. Số thứ tự nhân với số thứ tự. Đó nha. Ngọc Trúc, sao con ngồi như nào mà thầy lại cứ chỉ nhìn thấy cái background của Trúc nhỉ? Trúc có theo kịp không con? Có thầy. Con bật camera kiểu gì mà thầy không nhìn được thấy con nhỉ? Tàng hình à? Hình như cái background của bạn ấy mờ quá hay sao ấy. Ok rồi, thôi được rồi, tiếp theo nha. Bạn đã hiểu cái quy luật này chưa ạ? Cái dãy số này chưa ạ? Cái dãy này là dãy số hay gặp này. Tiếp tục một dãy số nữa vô cùng hay thường gặp. Viết cho thầy. Mình viết cái chỗ này là dấu cộng này. Đây là dấu cộng nha. Một dãy số nữa, các bạn cũng cần viết vào. Cái dãy này cũng có thể nói là dãy kinh điển. Ở trong bài toán thi Sasmo, thi Titan, hầu hết là sẽ có nha. Hầu hết là sẽ có. Đó là bắt đầu là số 1. Cách ra cho thầy. Để lát nữa mình viết quy luật. 1 này, cách ra tí, phẩy này. Sau nó sẽ là 3. Phẩy, sau nó sẽ là 6. Sau nó sẽ là 10. Đó, vân vân. Các bạn có nhớ thấy dãy này quen không? Các bạn thử đoán xem số tiếp theo là bao nhiêu. Thử comment cho thầy nào. Rất tốt, thầy khen Mạnh Tiến. Mạnh Tiến đã ấy rồi. Ok. Cái dãy này ấy, nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là 1 này thì nó sẽ bằng 1. Ok, bắt đầu từ 3 nó sẽ là bằng 1 cộng 2. Viết ở dưới là 1 cộng 2. Hiểu chưa ạ? Số 6 này này thì nó sẽ bằng 1 cộng 2 cộng 3. Hay chưa? Còn số 10 này viết nhỏ ở dưới cho thầy là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Tuyệt vời chưa? Số tiếp theo sẽ là cộng đến 5, và tiếp theo nữa là cộng đến 6. Đấy, cái dãy này nhá. Nhưng mà thông thường thì nó sẽ xuất hiện, không phải là xuất hiện ở số này, mà nó thường xuất hiện ở dưới dạng các hình. Ví dụ như là cái hình đầu tiên nó cho 1 chấm tròn, hình thứ hai cho 3 chấm tròn, hình thứ tư cho, hình thứ ba cho 6 chấm tròn, tiếp theo cho 10 chấm tròn. Yes. Rõ phần này chưa? Rõ rồi comment cho thầy chữ rõ, hoặc là rất rõ thì viết vào rất rõ cho thầy, hoặc là con rõ hay là con rất rõ viết vào cho thầy. Hãy comment xuống. Rồi, tốt rồi. Cái dãy số này là dãy số rất là hay nhá. Đầu tiên là 1, 4, 9, 16. Tiếp theo là 1, 3, 6, 10. Và một dãy cuối cùng. Đấy, Phương Thảo rất rõ. Dãy cuối cùng là dãy này. Cũng là một dãy có thể nói là kinh điển. Dãy đó là 2. Cách ra. Thôi được, viết liền được 2,6,12,20 phải, vân vân. Đó, các bạn thử đoán xem kết quả của cái tiếp theo là bao nhiêu. Rồi, rất tuyệt vời. Thầy đã thấy có những bạn nhắn riêng cho thầy rồi, và kết quả hoàn toàn đúng. Rất hay. Cái dãy này như sau, các bạn có thể viết xuống dưới quy luật này, quy luật nha. Hãy viết nhỏ xuống dưới, viết nhỏ xuống dưới. Thầy thấy có những một số bạn comment, và có những bạn đã comment đúng. Cách làm này, ở đây số 2 thì ta viết là 1 nhân 2, số 6 thì ta viết là 2 nhân 3, số 12 thì bằng 3 nhân 4, số 20 thì bằng 4 nhân 5, số tiếp theo là 5 nhân 6. Nhưng mà thông thường ấy, trong bài toán Sasmo ấy, nó không hỏi là viết số tiếp theo đâu, mà nó hỏi viết số hạng thứ 10 hay viết số hạng thứ 9. Rồi viết số hạng thứ 10 thì là bao nhiêu? Số hạng thứ 10 sẽ là bao nhiêu các con? Thì chúng ta phải dựa vào số thứ tự. Số thứ nhất thì ta lấy 1 nhân 2, số thứ hai thì bằng 2 nhân 3, số thứ ba thì bằng 3 nhân 4, số thứ 4, số thứ tư thì bằng 4 nhân 5, số thứ 5 thì bằng 5 nhân 6, số thứ 10 thì bằng gì ạ? Bằng 10 nhân 11. Đúng rồi. Và kết quả bằng 110. Và chúc mừng các bạn đã có kết quả là đúng là 110. Yes. Thầy có hỏi là con lúc đầu là con nghĩ là 6 - 2 là bằng 4, 12 - 6 là bằng 6, còn 20 - 12 thì sẽ bằng 8. Đúng rồi. Thì sẽ là quy luật là 4, 6, 8 rồi đến 10 thầy. Thế nhưng mà khi bài đấy con sẽ không giải quyết được cái bài toán là tìm cái số thứ 10 hay tìm số thứ 15. Đúng không? Con thấy phần này hay không? Hay, hay, rất hay. Viết phần này vào nhá. Phần này là trong những cái phần bài toán tư duy đỉnh cao đấy. Hay viết xuống. Các bạn học về phần phân số, nó cũng hay có những cái phần này để chúng ta làm các bài toán về tính nhanh. Cho nên là hãy nhớ 2, 6, 12, 20 là một quy luật. Quy luật đặc biệt. Viết xuống. Ok. Rồi. Cho thầy hỏi là các bạn đã rõ phần này chưa ạ? Rõ hay rất rõ rồi ạ? Rõ hay rất rõ ạ? Rất rõ đúng không ạ?